chào quý bà cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Phụ Nữ Cà Mau. Thì dịp lễ này thì có chị Linh với những người bạn của chị Linh ở thành phố về chơi á. Sáng nay thì Linh đưa chị Linh với mấy người bạn đi ra chợ ăn sáng. Thì trong lúc mà đợi chị Linh với bạn chị Linh ăn sáng á, thì Linh đi chợ để mua một ít đồ về để nấu một số món để đãi mấy bạn của chị. Đây là chợ cá mà cô chú các bạn. Cô ơi, cá bán sao cô? Cá nâu này ký 200 hả? Trời ơi, con cá nâu bự mà còn sống luôn. Nè, yeah. Bắt con này đi cô. Cá này ký nhiêu cô? Bắt con này. Con này nhiêu cô? Cân giùm con. Ở đây thì có bán cá nâu nè, cá chép, cá đối. Cá này những con cá đặc trưng ở vùng Cà Mau không bà cô chú các bạn. Cá đối nhỏ nè, cá phi. Và ở bên đây là con cá này là con cá cá chai. Cá này là muối xả chiên ăn rất là ngon. Ở đây là ghẹ. Ồ, bên đây có cá chẽm nữa hả? Còn con cá này cân ký nhiêu cô? Bán cho con 70 ngàn thôi. 70 ngàn hả? Dạ, con xin cái bọc con lựa thêm cá này. Cá này là muối chiên phải không cô? Đúng rồi. Có này phải không? Rồi cá gì bà lớn ta gì ra? Ghẹ nhiêu ký vậy cô? Ký luôn 2 nè. 85 ngàn rồi lấy 80 ngàn á. Cái gì cô? Ghẹ nhiêu ký cô? 150 ngàn hả? Ngựa mua vô là trăm bảy mà ít quá đi ra mất trăm. Dạ. Chẳng tốn mấy vùng nào mình sao không hả? Cô bắt cho con hết mấy con này. Cho xíu nữa kẹp con. thử tay. 80 ngàn với 20 ngàn. Trời ơi, sao mà 8 nay nó ngặt nghèo như nè, gái có 20 không? Dạ để con coi, chắc có cô. 20 hả cô? Dạ cô. Rồi, có dạ. 20 luôn, có 20 luôn. Dạ. Ôi trời, ghẻ này nó chắc dữ trời lắm, ghẻ sống ha. Dạ, ghẻ vuông ở mình đây ha. Đúng rồi. Tại vì giờ đang tới nước sổ nên là có nhiều cá ngon ngon. Cá này ta cũng sổ vuông ra luôn phải không cô? Hay là câu? Cá này ta thuốc vuông á. Dạ. Thôi cho con nhiêu đây thôi. Cá này bà có trái giác kho ăn ngon luôn. Bự mà ú nu luôn. Con cá này là 45 ngàn. Dạ. 45. 45 dưới này lấy 80 thôi. Dạ. Là 85. 85 dưới còn thôi lỡ tính 85 thôi. 600 ngàn ta 85 rồi. Dạ. 85 dưới 45. 130 với con cá này. 150 280. Dạ. 260 ha. Ừ. Có hai nước sạch trong đó rồi cơ. Cá phi được bán sao cô? Ký 30 ngàn thôi. Thôi khỏi lửa cá phi đi. Dạ ừ. Gái, ở bên đó có thao nước sạch kìa, thao nước ngọt. Dạ. Cá chẽm bán sao cô? 70 ngàn. 70 ngàn ký hả? Ừ. Gửi cô. 208 là 208 là lấy 12 cục rồi, còn 208 thôi. Dạ. Có 204. Có cô. 5 ngàn. 7 ngàn. 8 ngàn. 10 ngàn. Gửi cô. Rồi, cảm ơn cô. Ủa, đây ở đâu bán dịch cô? Ủa, cái dưới chợ Nhà Lòng dưới hả? Dạ, rồi cảm ơn cô. Mua được cá nâu bự dễ sợ luôn. Bây giờ đi xuống này Linh mua thêm con vịt nữa. Dạ, con cá hơn nửa ký, bự quá. Vịt ăn em ơi.
qua đây mua một bó hành lá. Một bó 15 ngàn á hả chú? Cho con một bó. Hành lá 15 ngàn ký. Mãi vô. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Rồi cảm ơn chú. Dạ đây là chợ Cái Keo, là cái chợ hôm bữa mà Linh bán xoài á. Chợ này thì nó nhỏ hơn chợ Cái Nước, nhưng mà bán đồ thì Linh thấy là tấp nập hơn. Tại vì chợ thì thường là chỉ họp chợ vào buổi sáng thôi. Linh mua được một ít cá thì Linh sẽ mua thêm gao với con vịt nữa. Ủa đây cá nâu cũng có quá trời nè. Hào bán sao vậy cô? Hào bình 60 em. 60 là nửa ký hay nhiêu vậy? 400 gram. Dạ. Con bỏ đây luôn. Tại vì cá kèo vuông mà. Cá kèo vuông 1 ký 140 cá tươi. Ủa bạch tuộc sống này bán sao vậy cô? Sống 280 hả? Khoan đây đỡ tiền không? Gửi cô, cá nâu ký nhiêu vậy? Cá nâu nó ký 200. Cái nào 220, cái nào 200? Đây có hai con này 200, cái này 220. À cá tươi hơn là 220 ha. Ý. Khỏi. Dạ không có mua rồi. Cá nói không? Đã khía rồi nó kìa, không cơm. Dạ không. Đặc sản Cà Mau ba khía muối. Linh đi vô chợ Nhà Lồng kiếm mua con vịt. Đây là lần đầu tiên đi vô chợ Nhà Lồng ở đây luôn. Thường là đi ở ngoài kia không à. Sao không thấy chỗ bán vịt ta? Có con vịt kìa. Dạ vịt đó bán sao cô? 90 hả? Có mần luôn cô? Mần một con nhiêu? Con đó 25. Con này khoảng mấy ký ta? Ba ký, hơn 3 ký gì đó. Còn có 1 con một hả? Ừ, còn có con. À, bắt em con đó không biết ú không ha? Ú. Sữa gì mày? Vịt mái hay vịt trống? Vịt mái hả? Dạ. Dạ, để em mua vịt xong cái em suy nghĩ cái. Suy nghĩ nha, muốn cái gì vậy? 2 kg hả? 2-3 kg. 2 kg lô, 2 hiểu. 2 kg 2 hiểu chứ. Đạt ơi, đi mặn. Ôi, nó nhảy.
Dạ. Bảy trăm mốt tính luôn công mận. Đạt nó ngồi đó kìa, có xe kìa. Mới mua cá nâu bự quá. Nửa tiếng em quay lại em lấy ha. Rồi hơn nửa tiếng đi ha. Dạ. Rồi cảm ơn Trang. Qua đây mua gạo. Có phải mô không? Dạ mông bự bán sao vậy chị? Mấy củ? Dạ chắc củ nấu đủ rồi. Đúng rồi. Chủ yếu ăn vịt. Hai củ đi. Hai củ nó ngon á, nấu lẩu chao á cà ghi. Dạ nấu cà ghi. Rồi cái củ hành tàu luôn. Nhiều người. Mẹ giá thơm thơm gì đó. Dạ không, chứ gì cho em hai củ đó với thêm củ hành tàu nữa là được rồi chế. Dạ. Dạ em gửi chế 56.000. Rồi cảm ơn chế. Vậy là sáng nay Linh đã đi chợ xong mà cô chú các bạn mua rau củ cá, giờ đi ra đợi lát mình dịch xong rồi là quay lại lấy. Bánh cam này bán xong. 5 gà con lắm. Lấy con chục cái. Thôi 4 cái thôi. Cho 10 ăn bánh đường luôn. Thôi không ăn bánh đường. Bánh đường ngon lắm. Cho con cái này nãy này bán sao cô? Cái này thì để lại thêm cho lấy 10 ngàn nữa. Dạ thì lấy con lại nhiêu tiền? 30 ngàn phải không? Thêm cho con 1 cái. Thôi đổi cái này lấy cái này được không? Coi có cái này có kia. Có được có cái. Thêm cái. À, quay viên được coi bánh cam ngon. Bài giỡn bánh cam ơi đây. Bánh cam ngon lắm hả? À giỡn bánh cam đang ơi. Chết không biết còn đủ tiền trả tiền bánh cam không? Thiệt luôn rồi đó. Bánh kem. Bánh chốt đó. Để coi 10 ngàn nè. Chết lại đưa đi chợ hết tiền đó mua bánh cam 1 triệu. 14 15 16 17. Bánh cam chú ơi, nó hỏi giờ thổi vàng 19. Dạ con gửi bà. Rồi con cảm ơn bà. Chúc bà mua may bán đắt nha. Con mới mướn con 100.000 đứng bán hết mâm này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nói chơi đó. Đây là bé Bo con chị Lúi. Bốn ôm không Bo coi, lâu ngày không gặp bạn mà ngồi cười con vậy. Đúng vậy chó nó mừng con gửi nó nghe đây con. Chào bạn hả bạn? Sao mày chi vậy hả? Mẹ về liền. Sao mẹ về liền? Ở bạn có trời ơi. Bất cỡ vậy. Lâu không gặp bạn nhớ bạn không? Bạn chung nhau nhỏ mà. Ờ bữa nay gặp lại đứa nào cũng lớn hết trơn. Lớn quá trời luôn rồi. Cao cũng xem à. Không, nói mừng con không sao hết trơn. Nhưng mà
Mày bê bơ chỉ là không nặng ký bằng muỗng thôi. Dạ hồi sáng giờ Linh đi chợ thì mua được con cá nâu nè. Giờ về mẹ Linh mần sạch sẽ thôi. Bữa nay chị Linh sẽ làm đầu bếp chính. Nhân gân dịp dư nghe mấy bạn ơi, có gì thông cảm giùm. Chỉ nấu ăn gia đình thôi chứ không có chuyên nghiệp đầu bếp được. Chỉ nấu ăn cho bảo buồn thôi. Nè chị Linh sẽ ướp cá thì chị Linh cho một miếng nước mắm. Hành, tỏi, nước mắm. Miếng hạt nêm. Tại vì mình không có ăn hột ngọt nên mình chỉ biết xào hạt nêm với nước mắm rồi miếng đường vậy thôi, ướp vậy thôi à. Còn với mấy đứa nhỏ nó không ăn cay nữa nên không có bỏ cay được. Không có bỏ ớt. Ở đây thì có tôm. Tôm này là tôm thẻ, mẹ lên 6 vuông. Okay, đúng rồi, tôm thẻ này để hồi luộc nè. Hồi luộc ăn ha. Còn này canh bí đao nấu với tôm. Còn này cá nục để hồi chiên muối, xớp ớt muối chiên này, này còn này ghẹ con. Rồi xong rồi để mình một hồi mình luộc luôn. Ghẹ này là mẹ Linh xổ vuông á, cái vuông mới bữa nay xổ thì cũng được nhiều cơm. Ghẹ hồi sáng là Linh mua mới nhưng mà đi về rồi ở nhà mẹ Linh xổ ra được mới đó. Ghẹ này rất là chắc luôn. Nè con nào con nấy nhìn chắc là biết ghẹ nó chắc không, mình bóp vô cái nó cứng vậy là. Nhưng mà được cái là ghẹ này nó sống là nó chắc à, nó không ít ít mà bọng lắm. Ghẹ thiên nhiên. Đầu lửa bắt đầu cháy rồi đó. Rồi mình chiên cá để cho trong trời thời gian đợi cho đợi cá nó thấm. Thì mình chiên cá nục trước các con, cá chiên cá nục. Nó bắt đầu cháy hồi nãy nó không cháy, giờ nó cháy lửa quá rồi. Lò bắt đầu cháy rồi, hồi nãy nhúng. Làm như mấy bữa nay trời mưa cái nó tạt cái lò bắt đầu nhúng hơi khó. Dầu bên đó thì chế độ chờ xíu nóng nè. Cho nóng chả bỏ dầu vô. Giờ mình bỏ dầu vô, chợ dầu chín. Tại vì hồi nãy cá ngoài kia cũng mần xong ướp hết trơn rồi. Tại vì sợ đem về tới đây sình á nên là mấy con cá nục này là mần xong mình lên ướp muối luôn. Cá nục này chỉ có chiên ăn là ngon. Chiên thôi hả? Hoặc nhưng là khô cũng được, khô khô thịt nó cũng cứng. Khô không ngon lắm. Chiên thì bặn bặn á, ăn với cơm chan nước. Chan nước dừa. Chan nước dừa. Chắc các bạn chắc hỏi tại sao mà chan nước dừa hay là ăn chắc cay với miền Tây, nhưng mà ăn thử thì cũng ngon lắm. Cứa ra hả? Cứa ra cho nó chiên lát mình dễ dẻ nè. Dễ giòn hơn bình thường. Con nào bự quá thì mình cứa. Hồi lúc mà Linh đi học á là Linh chị Linh nấu cơm không à, thì Linh thấy chị Linh nấu theo á. Có số ông bà cô chú hỏi sao mà Linh có đi học ở đâu không? Sao nấu được nhiều món vậy? Linh thấy chị Linh nấu cái Linh nấu theo, chủ yếu là mình cũng nêm nếm bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, đường vậy thỉnh ra món ăn. Chứ đâu có học ở đâu đâu. Học lỡm thôi, toàn lên mạng xem. Nên đôi khi nấu không có đúng với mọi người. Nấu cho gia đình mà. Nên mỗi gia đình thì một cách nấu nó khác nhau. Vừa miễn với gia đình mình thôi. Nấu sao mình cảm thấy ngon là nó ngon rồi. Dậu lúc này soi vậy đó. Em nha, xoay đó, rồi bỏ cá vô chiên. Bữa nay là nhà hàng Thu Nữ Cà Mau đổi bếp chính. Nên chỉ nấu được cho bảo bổ năng thôi. Bảo bổ được cái mẹ nấu gì cũng ngon chứ. Không dám chê. Có bảo bổ về đó nha ông bà cô chú các bạn. Nãy giờ thì bảo, tại vì hồi lúc mà đi chợ về bảo ngủ chưa thức. Xíu nữa ông bà cô chú các bạn sẽ gặp bảo. Còn bổ thì hồi nãy gặp lúc mà đón bạn boy. Công nhận thẻ thiên nhiên nó bự ghê hay chứ. Bự quá chừng luôn. Đây là con tôm đất. Cái này là tôm đất. Tôm đất. Bự muốn băng tôm thẻ luôn. Này tôm đất, đây là mấy tôm thẻ nè. Đó. Con tôm thẻ thì cái mọi vỏ nó mỏng hơn cái vỏ con tôm đất. Nhưng mà con tôm thẻ thì nuôi được, còn tôm đất là tôm không đất nuôi là được. Tự nhiên nó sẽ ngọt hơn, nó cứng hơn là tôm thẻ. Này là tôm thẻ nè, tôm đất nữa nè. Tôm thẻ thiên nhiên thì ăn nó cũng ngọt nữa. Đó, đây là tôm đất nè. Mà tôm đất công nhận vuông dưới tôm đất bự bự không nào. Đây là nước sổ đầu tiên của cha mẹ Linh luôn á. Đây tôm đất. Đây sổ được có tôm mà có ghẹ đồ cũng mừng. Cá chét nhỏ nhỏ nhóc hết trơn luôn. Giờ cá chín rồi, giờ mình gắp ra xong rồi mình kho cá. Con cá này nhìn chiên xong cái nó giòn ghê luôn ha. Bởi vậy cái này mà ăn với nước lọc
nước lọc nước đá. Lạnh chan cơm cũng lạnh chan cơm cũng được nữa hỏi. Đôi khi bởi vì người ta nói miền Tây sao kỳ cục đó, nhưng mà thực chất cũng ngon. Thời ngày xưa mình không có gì ăn thì ăn vậy là ngon rồi. Không có canh nên là hả, lấy nước đá lạnh chan ăn với cá chiên gì cũng được nữa. Trời, đi học về là chỉ có nhiều đó thôi, nồi cơm canh nguội. Trời ơi, chết trên cái... Cơm chiên, chỉ là cơm chiên tỏi thôi mà cũng ngon nữa. Bây giờ ăn giờ quá trời nhiều món, người ghét ăn đâm ra hết ngon mùi vị. Ngày xưa dưa hấu hả, chỉ có Tết mới được ăn giờ. Bình thường cũng mua ăn được. Giờ bình thường cũng ăn được. Giờ là chị Linh sẽ thắng nước màu để chuẩn bị kho con cá nâu. Tại khi không biết ai như thế nào chứ mình ở đây thì không có thích để nước màu. Xong ăn nhiều thì thắng à. Cho nó gọn, khỏi công để dưa. Nhiều người thì lại thích để. Là thắng lần nào là kho lần đấy. Nhưng mà mình thắng cái kiểu này á, kho cái màu cá nó cũng đẹp hơn, nó ngon hơn mình kho nước màu mà thắng sẵn. Thì cho xíu dầu hoặc là mỡ, mỡ thì nó sẽ béo hơn, rồi cho đường vô. Sau đó thì mình sẽ dùng đũa khuấy ra. Ở đây thì con cá nãy giờ là chị lên ướp thì chắc lúc này nó cũng thấm rồi. Này phải mùa này có trái giác nữa ngon rồi. Có me, bỏ trái me vô cũng được. Có me chua nhưng mà không có nguyên trái đâu. À me ấy. Me mình lột vỏ rồi á. Thường á là em ướp chơi rồi cái em thắng nước màu rồi em bầm tỏi và bỏ vô em thắng chung luôn. Chứ không có ướp được. Trực tiếp tỏi vô. Cái đó cũng được nữa. Vậy nó cũng thơm nữa. Nhớ sông này ngày xưa cũng sâu đó, bự lắm sao dở nhỏ dữ ta. Tại nó lỡ xong từ từ rồi nước nó bồi nữa. Mới múc lại nên là nước rộng chứ mới thấy đường kinh đó, chứ bình thường nước rộng là thấy luôn cái mặt sông luôn. Sông này hồi nhỏ nhiều ký ức với chị em mình. Bắt lên sò, bắt sò. Lặn hụp. Nhưng mà ngày xưa mới còn ấy sò huyết nhiều lắm, ra ngoài bắt nhiều sò huyết nhiều lắm. Rồi có nghêu nữa. Chim chép, đó. Chim chép chứ không phải nghêu, chim chép. Bây giờ cũng có sò huyết á chứ, sò huyết trong vuông người ta nuôi á. Cái nó đẻ trứng mà trong vuông không có nha, đẻ trứng cái trứng nó đi theo dòng nước nó ra ngoài sông nữa, nó nở thành sò. Vậy hả? Con nhỏ nhỏ nhỏ. Thì cũng nhiều người ta bắt để bắt á, nhưng mà khoảng tầm 1000 mấy con ký á. Mà cô bắt quá trời luôn. Cái nước màu giờ nó hơi chuyển sang màu cánh gián cho nó đậm đậm xíu nữa. Rồi mình bỏ cá vô. Con cá không nhận bự ha. Có bự cần cứa làm hai không chế? Thổi đi. Khỏi luôn ha. Đó, cả nước màu như vậy là mình bỏ cá vô dừa nè. Lát cái màu cá kho của mình nó sẽ đẹp. Thông cảm mà căng đậm quá. Cá nó bự quá. Cá mà chị lên chở lại muốn không nổi luôn, bự không bằng cái chảo luôn ha. Bởi gì? Hồi sáng em vừa đi tới em thấy con cá là hả, mua liền luôn á. Cá nâu này cũng khó mua lắm, hên mới có được cá bự vậy. Cá nhỏ quá nó xương mà ăn nó ngon. Cá này thịt nhiều, thịt dày. Mình bỏ vô mình đợi cho nó thấm nước ớt xíu nữa rồi mình hả cho nước vô để cho cá nó mềm. Chở lại. Wow, cái màu con cá đẹp ha. Chị Linh cũng siêu đầu bếp đó. Linh cũng học nấu ăn từ chị Linh đó. Linh thấy chị Linh nấu, Linh nấu theo. Siêu đầu bếp gia đình thôi. Rồi giờ bỏ miếng nước vô đi. Lúc này là cái nước ớt nó sắc lại, mình bỏ nước vô để cho cá nó mềm chứ đừng bị khét. Sợ nó lấy quá, cái đường nó thắng nó đen. Nó đắng. Ok, có nắp đậy lại lại. Bây giờ kho xong rồi đó, bây giờ mình bỏ hành vô. Bỏ hành xong sắp cứu là được rồi. Cá này là chị Linh kho nãy giờ nó sắc xuống rồi. Bự nha mấy bạn. Cái chị Linh bỏ hành vô là mình nhắc xuống được rồi đó. Không biết sao bỏ ra mình tại cá nó bự, muốn bự hơn cái dĩa nữa. Rồi chừa cái nước lát mình chấm chứ đừng bỏ ha. Đó. Xong cái món cá nâu kho. Rồi chứ đưa An Kim ra kìa. Rồi. Nổi như vậy. Nè, rồi xong. Ở đây là cá nâu kho nè, rồi canh bí đao, ghẹ, tôm, cá. Bỏ than nhiều vô đi rồi hả? Bắt cái vịt lên nấu cà ri. Quá trời nhiều món rồi chị Lôi. Cái này mình ăn cơm trước.
qua lên lên đã rồi. Ở đây là khoai môn nè, rồi cà ri. Chị Linh sẽ nấu cà ri vịt, nhưng mà bây giờ ăn cơm trước. Bắt cái nồi này lên bỏ đó để chiều ăn. Cái này là ăn buổi sáng thủ luôn buổi chiều á. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là Linh với chị đã nấu xong những món ăn rất là ngon luôn. Thì xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Thôi các mời bạn nha. Xin mời ông bà cô chú. Này là toàn ở nhà không đó. Coi có cá là mua ngoài chợ à. Bữa nay thì có Bo, có Bụn, có Bảo, có chị Lưới, rồi có chị Linh. Có tất cả mọi người đông đủ đông vui. Chị nó thấy ăn gì ăn đi con. Dạ. Bo mắc cỡ hả con? Nè tôm của Linh lột rồi đó. Cá nè, gỏi cuốn nè. Cuốn vô Bo. Cái con có con ghẹ này nó lột sẵn nè, con cục ghẹ này chắc ngon lắm. Ghẹ lột ngon á. Tôm cơm. Tôm ăn. Bảo bao lâu rồi không có về thăm ngoại con? Hai tháng rồi đó hả? Nhớ ngoại không? Nhớ. Ông bà cô chú cũng hỏi thăm Bảo với Bụn quá. Bữa nay là Bảo Bụn xuất hiện. Xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Bữa đây nhiều món không biết ăn món nào luôn. Anh chị ăn tự nhiên nha, đừng mắc cỡ. Rồi để xuống đây gì vậy? Con để đại dưới chiếu đi. Thịnh con ăn gì con? Ghẹ hả? Ghẹ mà không ăn. Ghẹ mà nó không ăn rồi. Chỉ tùm lum lá chứ vậy đó. Chỉ tùm lum không ăn. Để gì nghe. Ăn đi con. Con đừng bóc nữa nha. Nội lọt ghẹ cho con nè. Ăn. Không. Tại sao? Tại sao? Lần nào về đây cũng đãi quả cuốn tôm thạch hết trơn. Cà Mau không có được gì có tôm cua thôi. Món đó có thịt heo thì không có nha. À, gỏi cuốn tôm không, không có thịt. Tao hồi sáng đi chợ nhưng mà không có mua thịt. Mà ăn tôm là được. Cái con này con ngon nè, con ngon. Nó sổ nên tôm nhiều. Tôm thiên nhiên. Mượn vô đó. Tôm này là tôm thiên nhiên ở nhà cha mẹ lên sổ ra. Sổ ra tôm lần đầu tiên được nhiều tôm vậy cảm giác sao mẹ? Vui mừng. Đây là nước. Để đây ăn cái chân quá luôn nhỏ luôn. Lựa tôm nha, lâu không? Hai người lựa biết lâu. Hai người lựa hả? Hai ăn. Sổ ra được tới mấy chục ký tôm luôn bà cô chú các bạn. Cứ ăn tôm thêm ha. Cô Linh lột cho. Nè, đây nè tôm gì ba lột sẵn cho con nè. Chân xinh đục. À, con lấy đũa đi. Nè, bo tôm đây nè con gói con cuốn chấm giống Bảo Bụn vậy đó. Dưa leo kìa. Đây 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 cô Linh lấy nha. Miếng cá nâu không có gì. Ờ, cái nâu hồi nãy giờ kho chưa thử luôn á. Chưa ai vẽ luôn kìa. Nó cứng. Nếu mày thử kho tự ăn. Thấy gì có nâu bự thấy ăn vậy chứ nó cứng lắm. Thịt nó cứng hả? À. Nãy phải có thể có một con. Kho cũng lâu á. Tao mua cái gì dừa nó mà nó béo. Nó không có thương. Cha vẽ cái nâu ăn chưa? Con ăn đi con ăn cơm đi. Cô ngon quá, thịt nhóc hết trơn kìa. Ui, đổ mắm con ơi. Chú hai. Nó đòi uống ăn cái lần này kỳ quá à. Sao mà lớn mà. Bự béo ngon á. Không. Thịnh thế nãy ăn thèm kìa. Khoan đổi lúc nè, đổi lúc cá nè. Nè nè nè. Xin miếng ăn gỏi chấm à. Khoan nè. Bụn với Bo là đôi bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đó. Chắc cũng lâu lắm mới gặp lại. Con lột tôm được không Bo? Anh Bảo lột tôm cho em Bo kìa. Bo biết lột tôm hả? Anh Bảo không ra lăng gì chứ, ngồi ăn con lột tôm cho em vậy chứ. Anh Bảo là chỉ ăn thôi. Cho nó chơi, cho nó thỉnh ra. Hùng cá lắm. Không cho bằng ngồi nội nói ăn. Anh Bảo bữa nay cũng lớn dữ rồi. Đi đâu? Con đi đâu? Ủa thì có chém không? Tôm cho em gái ăn đi. Ta đang lột đó, thấy vậy chứ ta đang lấy tôm ta lột cho hai em gái ăn đó. Cá nó bự hơn cái dĩa nữa. Bảo anh như lột tôm chưa gành nữa đó. Cho em. Còn ngoại lột lột ta ăn không mà. Bữa nào mà mắc ăn tôm là mắc ngồi lột cho hai đứa ăn xong rồi mới ăn đó. Hôm qua cũng ăn tôm luộc cuốn bánh chén mà, ăn bánh xèo nữa. Hôm qua mà hai nhà luộc thì sáng mà hai luộc thì có thịt mà bánh xèo cho ăn nữa.
quá trời ngon. Bà ngoại mua củ sắn, ta thấy thịt củ sắn rồi mua sẵn rồi, giá rồi. Anh tự nhiên anh dễ, anh tự nhiên cho thôi. Ăn xay qua đây nè cho Hải nó vô. Dạ. Để nó ngồi ngoài. Thấy vô luôn anh. Ăn cá nâu kìa Hải. Anh Thịnh nãy giờ có ăn được gì không con? Không. Không. Đâu mà ngồi lấy trời. Sao con không ăn đi? Cái này nó ăn ngán, nó trong vuông nó kìa. Không. Sao con không ăn? Mà nó chắc ghê chứ. Mà em thèm thịt kinh niên. Em bởi vì bữa tại sao hỏi mà luộc cua đó em không ăn là tại vì nói chung là em cũng thích lưỡi lòng thích ăn cua, thích ăn thịt cơ mà bỏ ghẹ bệnh cho ấy ăn Hải rồi Hải nè đó em là ăn thịt ba gọi đồ hay à ăn ghẹ 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 là thịt còn hơn cua nữa đó thiệt đó ghẹ tôi dùng hôm á tôi dùng hôm gọng á cô chú gọng sáng nên về sống ăn đó mà ấy ăn thịt kho kho trứng mà ăn mỡ hay là ăn thịt mỡ tính ăn thịt là thằng nhường lại nhường lại mỡ cho thằng Hối nè ở chung với thằng Hối nè ở chơi với thương nó ăn cơm nó nửa chung cơm là cho ăn thịt kho với trứng với mỡ nửa chung cơm thằng chị nó mỡ vậy đó thôi ăn vậy nó mới ngon mày ơi.